Vâng, xin chào tất cả các anh em đang xem video của mình. Video này nó hơi đặc biệt một tí, mình sẽ chuyên nói về cái lốp xe trên xe tải ha. Đấy, thì mình sẽ dành một cái thời lượng để mình nói về cái cách sử dụng cho tất cả các anh em. Là cái thứ nhất, cách thứ hai nữa là các lưu ý khi các anh em sử dụng vỏ lốp ha. Cách thứ ba nữa là chúng ta hãy đổ lốp định kỳ, hướng dẫn cái cách mà chúng ta sẽ đổ lốp trong quá trình mình sử dụng. Tại vì các anh em cũng biết rằng là cái lốp như thế này, khi mà chúng ta trên cái quá trình nó làm việc, tải trọng ở tất cả các bánh xe nó sẽ không có đều, cho nên là nó có sự ăn mòn, nó không có đồng đều, dẫn đến trong quá trình mình sử dụng thì mình sẽ bắt buộc chúng ta sẽ hoán đổi tất cả các loại vị trí của cái các bánh xe với nhau như thế nào là hợp lý. Đấy, thì cái video lần này mình sẽ nói về cái lốp này cho tất cả các anh em mình biết ha. Ở một cái video lần trước thì mình cũng đã nói về cái cách phân biệt lốp này, chúng ta đã biết cách về cái đọc cái thông số lốp này. Đấy, những cái lưu ý thường gặp khi mà chúng ta dùng lốp đắp hay là lốp của nhà sản xuất chính hãng ha. Đấy, thì ở video lần này thì mình chỉ có khuyên tất cả các anh em mình về cái cách sử dụng lốp như thế nào cho là hợp lý thôi ha. Đấy, thì khi mà tất cả các anh em mình mà muốn mua lốp ha, mua lốp thì chúng ta hãy để ý về cái thông số lốp của chúng ta ha. Đấy, thông số lốp của chúng ta đây là cái số thông số lốp này. Thông số lốp chúng ta phải chuẩn là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là trên cái lốp của chúng ta nó có bốn cái dãy số để mình tìm cái bốn cái con số đó cho tất cả các anh em. Đây là bốn cái con số quan trọng nhất của cái quả lốp. Đây bây giờ hiện tại cái số này, bốn cái con số này á, nó đang dập chìm này. Đây, nó dập chìm và cái số này là số 0723. Ý nghĩa của cái con số này 07 này có nghĩa là cái tuần ha, cái tuần 07 trong cái năm 2023. Đấy, thì mình mua lốp thì mình phải để ý tới cái dòng số này ha. Đấy, nếu mà cái dòng số này mà chúng ta mua nó nằm 5 năm về trước đó thì chúng ta không nên dùng nữa. Tại vì cái theo tiêu chuẩn của Việt Nam thì cái lốp mà cách năm hiện tại 5 năm thì không được dùng nữa ha. Đấy là cái về cái lưu ý đầu tiên về cái vấn đề vỏ lốp này ha. Cái lưu ý thứ hai là khi các anh em mình chạy thì các anh em mình phải để ý tới cái băng lốp ha. Đây là cái băng lốp an toàn ha. Đây là cái chỉ số lốp để nó biết được rằng là cái lốp chúng ta nó đã đến thời kỳ thay hay chưa. Khi chúng ta mà chạy mà cái băng trên này mà đã bèn cái băng như này thì đó là khuyến cáo của nhà sản xuất là chúng ta nên thay ha, chứ không tránh trường hợp nó nổ. Thì chúng ta coi á, ngay ngoài cái chữ TBI này, bên hông lốp nó sẽ có chữ TBI, thì chúng ta sẽ nhìn vào bên trong này nó sẽ có cái băng lốp. Bất cứ cái nhà sản xuất lốp nào nó cũng sẽ có cái chữ TBI này bên hông lốp ha. Bên hông lốp thì nó sẽ có cái băng lốp để chúng ta xem, để chúng ta biết được cái định kỳ để chúng ta thay lốp ha. Đấy là cái lưu ý thứ hai. Cái lưu ý thứ ba là chúng ta về cái mòn lốp ha. Về mòn lốp đây, cái này mình hãy xem cái xe này nó đang bị mòn lốp ha. Đây, đối với cái mòn lốp lái ha, mòn lốp lái, cái này mình hãy để ý hai cái mặt bên hông này, bạn nhớ ấy, thì chúng ta sẽ phát hiện ra rằng là cái băng lốp nó mòn không có đều ha. Băng lốp này nó không đều thì nó có rất là nhiều nguyên nhân. Đấy, ví dụ như cái góc chậm nó khớp này, với góc combo, góc cutter ha, nó sẽ khớp thì dẫn đến tình trạng là chúng ta nó sẽ bị lốp nó ăn không đều như thế này. Đấy, thì trong quá trình mình sử dụng thì mình vẫn phải để ý cái độ mòn băng lốp này để chúng ta đi đến đưa xe đến sửa chữa sớm nhất. Tại vì một cái quả lốp như thế này, ví dụ như ở dòng xe tải lốp 12 này ha, double coil này, thì nó rơi vào tầm 6 đến 7 triệu một quả ha. Đấy, cho nên là nó sẽ rất là mắc. Một cái lưu ý tiếp theo nữa là các anh em mình thay cái loại lốp cho nó đúng chủng loại. Có nghĩa rằng là ở bánh lái mình đang quay cái xe này, đang ở là bánh lái này, đấy, đầu cabin này. Đấy, ở bánh lái thì tất cả các anh em mình hãy thay cái lốp
là gai dọc nha, gai dọc đấy, ở bánh lái, để cho để nó có tạo sự êm dịu cho lái xe khi mà người ta đánh lái ha. Đấy, mình gắn lốp tải vô cũng được thôi, nhưng mà người ta sẽ tạo có cảm giác khó chịu cho khi mà chúng ta lái xe. Đấy, đối với ở bánh sau này cũng vậy, thì các anh em mình phải thay cái loại lốp là lốp có gai, lốp gai ngon ha. Đây, lốp gai ngon đây, đấy, gai ngon như thế này để nó tăng cái độ bám của xe kéo tải lên. Và cái lưu ý nữa đó là chúng ta phải đổ lốp ha. Trong quá trình sử dụng chúng ta cần phải đổ lốp như thế nào nó cho nó chuẩn ha. Thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh em mình về cái cách đổ lốp nó như thế nào là nó cho nó chuẩn ha. Đấy, mình cái video này thì mình sẽ hướng dẫn cho toàn bộ tất cả các loại xe, kể cả xe du lịch, tất cả các anh em mình hãy đổ lốp như thế nào cho đúng này. Kể cả xe tải chúng ta cũng có thể áp dụng cái video này, chúng ta đổ lốp định kỳ cho nó chuẩn ha. Và các xe các rơ móc móc thì chúng ta sẽ có móc 2 trục hay là móc 3 trục, thì chúng ta trong cái video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh em mình cái cách đổ lốp nó như thế nào theo sơ đồ ha. Rồi, tất cả các anh em mình hãy xem cái sơ đồ của đổ lốp ha. Rồi, và đây là cái sơ đồ đổ lốp trên xe ô tô, các anh em mình có thể tham khảo, có thể dừng video lại để tham khảo cái cách mà người ta đổ lốp định kỳ. Theo khuyến cáo của các nhà sản xuất thì chúng ta đổ lốp ở 3.000 km ha. Cứ 3.000 km chúng ta sẽ đổ lốp một lần. Thì đối với cái này thì đây là cái xe ô tô tải ha. Và chúng ta cũng có thể áp dụng cho cái xe ô tô du lịch, với điều kiện là chúng ta bỏ cái lốp phía sau này chúng ta bỏ đi. Rồi, thì đối với xe ô tô tải thì chúng ta sẽ đổ lốp như thế này. Các anh em nhìn vào xe đồ này nhé, ví dụ quả lốp này đó, thì mình sẽ chuyển vào lốp phía sau, và lốp phía sau này thì là chuyển vào bên trong của cầu sau. Đấy, tương tự cái lốp bên phía trên này, đấy, thì là chuyển xuống phía dưới bên ngoài, và sau đó cái lốp bên ngoài này là chuyển vào bên trong, và cái lốp bên trong này là chuyển ngược lên trên. Đấy, đó là cái cách mà chúng ta chuyển ha. Thì đối với cái bên xe đồ bên này thì đây là cái dòng xe tải, xe đầu kéo này, dòng xe tải mà các anh em thường hay gọi là ba chân á, xe ba chân ba giỏ á. Thì đây là cái xe đồ chúng ta đổ lốp như thế này. Vì đối với lốp lái thì chúng ta đổi qua lại, được chưa? Đấy. Còn đối với bánh cầu thì các anh em mình hãy xem này nhé. Ví dụ như cái bánh bên này thì chúng ta chuyển vào cái bánh bên trong ở phía sau, và cái bánh bên trong phía sau chúng ta lại đổi ngược lại cho nhau. Đấy. Thì tương tự cái bánh này cũng vậy, chúng ta đổi hoán đổi vị trí, đưa xuống phía dưới vào bên ngoài, và cái bánh ngoài bên phía dưới là đưa vào bên trên. Đấy, đó là cái đối với cái dòng lốp xe tải ha. Tương tự đây là cái cũng cái dòng lốp xe tải luôn đây, và đây cũng là dòng lốp xe tải, nhưng mà dòng này là dòng 4 chân nhé, 4 chân. Thì tương tự cũng như tương tự giống như 3 chân thôi, thì 4 chân thì chúng ta đổi ngược lại thôi. Đây, từ bên trái qua bên phải qua bên trái. Đấy, cái xe đồ lốp này các anh em nhìn vào cái mũi tên này nhé. Đây, mũi tên này này là chúng ta đổ lốp cho nó đúng. Đấy, còn đây là đối với cái rơ móc ha, đối với rơ móc 1 trục ha. Với rơ móc thì chúng ta đổ nó đơn giản, bên ngoài của rơ móc đổ vào bên trong ha, và bên ngoài thì đưa vào bên trong bên này ha. Đấy, đối với rơ móc 2 trục thì nó cũng tương tự giống như cái xe đầu kéo hoặc là xe tải mà ba chân. Thì bánh ngoài này nó sẽ được chuyển vào bên trong. Đấy, và nó hoán đổi 2 vị trí cho nhau ha. Đấy, theo sơ đồ như thế này. Tương tự đây là cái rơ móc 2 trục đây ha, và đây rơ móc 3 trục. Cách 3 trục thì nó hơi khớp một tí, nhưng các anh em dừng video lại thì các anh em có thể biết được là nó sẽ đổi như thế nào. Đây, bây giờ mình nói nha, ví dụ như cái quả lốp này, thì nó sẽ thay xuống cầu giữa
bộ binh phía bên trong và quả cầu giữa bên trong lại phải đi ra bên ngoài của cầu sau cùng ở bên tay phải, và quả lốp từ bên tay phải sau cùng này là đi lên trên ngược lên trên phía này. Đấy, bộ bên trong của cầu trên. Đấy, tương tự quả bên trong này thì là đi vào ra bên ngoài của cầu sau, và quả cầu sau của cầu giữa thì là đi vào quả bên trong của cầu sau cùng. Đấy, và tiếp tục là đi theo đường này, đi lên cầu trên cùng bên ngoài. Đấy, thì các anh em mình muốn dừng video lại là chúng ta sẽ biết được cái sơ đồ đổ lốp định kỳ. Đây là những cái tài liệu của hãng sản xuất nha các anh em, chứ không phải là mình lấy không có cơ sở đâu ha. Rồi, tất cả các anh em mình xem video mà thấy hay thì hãy bấm like, subscribe, ủng hộ kênh giúp mình nha. Anh em nào mà chưa bấm đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký ha, để ủng hộ kênh của mình ha, để mình có nhiều cái động lực để chúng ta ra nhiều cái video hơn ha. Đấy, rồi xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video lần sau ha.